Vốn là tượng đài nhan sắc một thời, quý tử nhà Chi Bảo cũng chẳng kém cạnh chuẩn con nhà Tông. Nhiều người không khỏi suýt xoa khen ngợi sau khi nhìn thấy diện mạo quý tử nhà Chi Bảo. Sở hữu vẻ ngoài điển trai lãng tử cùng lối diễn chuyên nghiệp, Chi Bảo đã thành công trong việc để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Mặc dù bây giờ đã U40, nhưng nam diễn viên vẫn luôn được coi như một tượng đài nhan sắc trong làng giải trí Việt. Ngoại hình điển trai nam tính của Chi Bảo thời còn trẻ. Ở tuổi 44, Chi Bảo vẫn phong độ. Nhiều năm qua anh theo đuổi kinh doanh hoạt động cộng đồng thay vì diễn xuất như trước. Vốn kín tiếng trong cuộc sống riêng tư, nên ít ai biết rằng nam diễn viên có một cậu con trai với người vợ thứ hai Hồng Loan. Gia Cát năm nay mới 16 tuổi nhưng đã rất điển trai, ngoại hình cao lớn giống như hot boy. Không chỉ điển trai mà Gia Cát còn học rất giỏi. Mặc dù có bố là người nổi tiếng nhưng cậu bé rất hòa đồng, thân thiện, thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng bạn bè. Vì muốn con trai được lớn lên bình thường như bao người nên rất hiếm khi Chi Bảo công khai Gia Cát trước truyền thông. Thừa hưởng nét đẹp từ bố Chi Bảo, Gia Cát ngày càng lớn càng đẹp trai. Dù mới 16 tuổi nhưng Gia Cát đã cao gần bằng cha. Nhiều người không khỏi suýt xoa khen ngợi Gia Cát sẽ sớm trở thành nam thần trong tương lai. Không ngoa khi nói rằng cậu bé chính là phiên bản photocopy của bố Chi Bảo. Vẻ ngoài nam tính, đẹp như hot boy ở thời điểm hiện tại của con trai diễn viên Chi Bảo, cậu bé chính là niềm tự hào của bố Chi Bảo. Mẹ Lương Bằng Quang hốt hoảng khi thấy Lương Bằng Quang sau dao kéo, không phải nó. Nam ca sĩ đã chịu không ít những lời bàn tán thiếu tích cực. Nhưng phản ứng của người thân anh thì hoàn toàn trái ngược. Ai cũng suýt xoa trước diện mạo khác lạ này. Gương mặt của Lương Bằng Quang sau cuộc đại phẫu thuật như một trời một vực với trước đây. Vừa qua, Lương Bằng Quang gây bất ngờ cho khán giả khi tuyên bố mình sẽ thay đổi diện mạo từng gắn bó với anh suốt 37 năm qua. Không giấu giếm chuyện mình sẽ dao kéo, mà ngay từ đầu nam nhạc sĩ đã chủ động chia sẻ từng bước, từ việc gặp bác sĩ tư vấn đến thời gian tiến hành việc đập mặt. Nói về quyết định của mình, anh thổ lộ, mặc dù đã 37 tuổi không còn đi hát, cũng như không cần dùng cái đẹp để kiếm tiền nữa, nhưng vì Lương Bằng Quang nghĩ rằng cuộc sống quá ngắn ngủi nên Quang muốn sống những giây phút trọn vẹn. Bên cạnh đó, anh là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi có thể tự mình quay lại hết các khoảnh khắc tiến hành các công đoạn dao kéo. Cụ thể, Lương Bằng Quang đã cắt mí mắt, sửa mũi và làm lại phần cằm. Chỉ sau một tuần đập mặt thì anh đã khiến mọi người tá hỏa trước một nhan sắc hoàn toàn khác lạ, đến mức nhiều người phải hỏi liệu đây có anh thực sự là nam nhạc sĩ hay không. Ngay lúc này, công chúng cũng tò mò không kém về người thân của anh sẽ phản ứng như thế nào trước một hình ảnh mới mẻ này. Theo đó, Lương Bằng Quang đã chia sẻ một đoạn clip ghi lại lời nhận xét của mẹ ruột và các bạn bè dành cho kết quả phẫu thuật thẩm mỹ lần này. Mẹ ruột dường như rất hốt hoảng khi nhìn thấy con trai, bà nói trong sự ngỡ ngàng: "Ồ đẹp đó con, đẹp thiệt, đẹp trai nhưng giống tay chứ không phải thằng Quang." Cao Thái Sơn trố mắt: "Bây giờ nhìn anh đẹp trai ra nhiều, nhìn lạ, giống lai đấy." Trang Ngọc Hằng nhận xét: "Thích nhất là cái mắt. Mắt nhìn nó sâu hơn, đẹp hơn nhưng không bị giả, còn cái mũi thì tạo cho men hơn, có lẽ do sửa hết nên nhìn mặt nó thon hơn trước, cằm thì nhìn có hậu hơn." Lương Bằng Quang, ngừng 98 tiếp tục thực hiện bộ ảnh mới toanh như đáp lại những lời chê bai từ dư luận khi thấy họ giao kéo. Giờ đây, khán giả lại được dịp xôn xao bàn tán vì kết quả phẫu thuật mỹ mãn, mang lại gương mặt cực điển trai cho Lương Bằng Quang. Hy vọng thời gian tới anh sẽ sớm có những sản phẩm chỉnh chu hơn gửi đến công chúng. Lương Bằng Quang bỏ tiền tỷ mua nhà sang nhưng nhìn chốn thăng hoa mà chán hẳn. Nhà được thiết kế sang chảnh nhưng Lương Bằng Quang lại để phòng ngủ ra nông nỗi này. Là một trong những ca sĩ đình đám của Việt Nam những năm 2002-2004, thế nhưng hiện tại tên tuổi của anh thì chỉ được nhắc đến bởi những tai tiếng bên cạnh cô bạn gái Ngân 98. Nam ca sĩ bị chỉ trích là hết thời, không kiếm ra tiền phải livestream làm trò rẻ tiền để câu like cùng bạn gái. Thế nhưng, sự thật số tài sản mà nam ca sĩ tích góp trong nhiều năm làm nghệ thuật cũng đủ khiến nhiều người phải trầm trồ. Mới đây, Lương Bằng Quang cũng không ngại chi số tiền khủng để đập mặt xe lại cho cả mình và bạn gái. Không còn ra album ca nhạc, Lương Bằng Quang giờ hoạt động với tư cách là một nhà sản xuất âm nhạc. Sau nhiều năm tích góp, nam ca sĩ đã tạo được cho mình một căn hộ hết sức khang trang hiện đại có giá trị hơn 5 tỷ đồng. Ngoài ra, căn hộ còn được đầu tư nội thất kiểu thông minh có điều khiển từ xa và làm hẳn một phòng thu âm trong nhà. Sau nhiều lần úp mở, Lương Bằng Quang cũng thừa nhận sống chung với bạn gái của mình trong căn hộ của cả hai. Phòng ngủ của Lương Bằng Quang cũng được thiết kế hiện đại không kém. Tuy nhiên, trong một chương trình giới thiệu về căn nhà của mình, Lương Bằng Quang để lộ giường ngủ ga nhăn nhúm kém sang trọng. Đây cũng là nơi bạn gái Ngân 98 của Lương Bằng Quang thường xuyên livestream bán quần áo.
Ngoài phòng ngủ, cặp đôi tận dụng các góc trong căn nhà để livestream bán hàng. Mở tiệc tân gia nhưng ông xã mất hút, mối quan hệ vợ chồng của Nhật Kim Anh gây hoang mang. Hiếm khi thấy Nhật Kim Anh xuất hiện cùng ông xã, nhiều người không khỏi đặt nghi vấn về mối quan hệ vợ chồng của nữ diễn viên. Vừa qua, Nhật Kim Anh đã khiến người hâm mộ vô cùng ngạc nhiên khi bất ngờ mở tiệc tân gia hoành tráng tại một căn biệt thự mới, rộng 220m² mà cô vừa thực hiện xong. Được biết, đây là thành quả 15 năm làm nghề với hơn 100 vai diễn và khoảng 200 bài hát của Nhật Kim Anh. Nhật Kim Anh thấy hạnh phúc ngọt ngào vì tất cả do một tay cô tạo dựng. Căn nhà này rất thanh tịnh với đầy đủ điều kiện giúp cô được bay bổng, phục hồi tâm trí nhằm tái tạo năng lượng cho những ngày lao động kế tiếp. Nhật Kim Anh còn mời một số nghệ sĩ Việt như Cao Thái Sơn, Kiwi Ngô Mai Trang, Trang Trần, Thúy Nga cùng đến chung vui. Tuy nhiên, điều khiến khán giả chú ý đến là không thấy ông xã đại gia của Nhật Kim Anh xuất hiện trong bữa tiệc tân gia. Sự vắng mặt của Bửu Lộc khiến nhiều người phải thắc mắc về mối quan hệ vợ chồng hiện tại của nữ ca sĩ. Theo như tìm hiểu thì vào khoảng thời gian đó, ông xã Nhật Kim Anh cùng gia đình đang tham gia một buổi tiệc khá quan trọng khác nên không thể đến với vợ. Ông xã Nhật Kim Anh và con trai đến chúc mừng lễ ký hợp tác của người thân trong gia đình. Mẹ chồng của Nhật Kim Anh cũng tham gia buổi tiệc. Đã từ rất lâu khán giả hiếm khi thấy Nhật Kim Anh xuất hiện bên ông xã Bửu Lộc. Cậu con trai hoàn toàn do bố chăm sóc, nhiều người còn đồn nhau rằng nữ ca sĩ thật ra đã ly hôn từ lâu. Tuy nhiên, tất cả những tin đồn trên đều không đúng sự thật. Cuộc sống hôn nhân của Nhật Kim Anh với ông xã vẫn đang rất hạnh phúc. Mỗi lần có thời gian rảnh rỗi, nữ ca sĩ đều tranh thủ thời gian về thăm gia đình và chồng con. Có thể thấy mối quan hệ của Nhật Kim Anh và ông xã vẫn thuận lợi, không hề có xích mích như lời đồn. Mối quan hệ giữa Nhật Kim Anh với bố mẹ chồng cũng rất tốt. Hình ảnh Nhật Kim Anh về ăn Tết với gia đình chồng. Vợ chồng Nhật Kim Anh cùng bố mẹ chồng. Giảm 6kg, năm em tự tin đội vương miện khủng tới dự sự kiện. Người đẹp đội chiếc vương miện khủng ăn mặc lộng lẫy khi tham dự một sự kiện thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu sự tái xuất sau thời gian dài ở ẩn vì tăng cân chóng mặt. Chiều 12 tháng 3, năm em tới tham dự lễ công bố một buổi tiệc ở thành phố Hồ Chí Minh. Người đẹp gây chú ý khi đội vương miện khủng lấy cảm hứng từ nữ thần mặt trời. Sau thời gian tăng cân không kiểm soát, người đẹp đã nỗ lực lấy lại vóc dáng thon thả. Cô cũng đầu tư cho trang phục, phụ kiện hơn để xuất hiện nổi bật ở các sự kiện. Nam em đã giảm được 6kg và tự tin khoác lên người chiếc váy lộng lẫy khi tham gia sự kiện. Nam em cũng chia sẻ tại sự kiện rằng cô đang mắc chứng bệnh máu dễ đông, nên ngoài thuốc thực phẩm chức năng hàng ngày sử dụng, người đẹp còn phải làm loãng máu bằng cách uống nước dừa. Chính vì thế, vấn đề về cân nặng của cô rất dễ bị tăng bất thường. Hiểu được về bệnh lý cơ thể và với mong muốn lấy lại được vóc dáng, nam em đã phải tốn rất nhiều thời gian để giảm được 6kg trong thời gian qua. Với quyết tâm trở lại đường đua V-pop, 8 tháng 3 vừa qua, nam em vừa cho ra mắt ca khúc thuộc về gia đình với phần trình bày vô cùng xúc động về câu chuyện mẹ chồng nàng dâu. Xuyết xoa trước gương mặt cực đáng yêu như búp bê của con gái tình cũ trưởng thành, thiên thần nhí này chính là món quà to lớn mà Mai Hồ dành cho ông xã Việt Kiều sau khoảng thời gian ngắn làm lễ đính hôn. Thời điểm vừa hạ sinh con gái, nữ diễn viên không hé lộ bất cứ thông tin gì với truyền thông. Tuy nhiên, thời gian gần đây cô đã thoải mái hơn trong vấn đề này. Vào ngày 26 tháng 2, 2018, khán giả khắp nơi bất ngờ khi tình cũ trưởng thành Mai Hồ đã bí mật đính hôn với bạn trai soái ca tại nhà riêng. Mọi thông tin về lễ đính hôn này đều được nữ diễn viên giấu kín đến phút chót. Mà đến khi khán giả và truyền thông phát hiện, Mai Hồ mới chia sẻ về chuyện đời tư này với công chúng. Ông xã của Mai Hồ sở hữu vẻ ngoài rất điển trai và là Việt Kiều Đức. Sau khi thực hiện nghi lễ ở quê nhà xong thì cô sớm chuyển sang Đức để định cư cùng người đàn ông của đời mình. Theo đó, Mai Hồ mang thai và hạ sinh cô công chúa cho anh, nhưng thời điểm ấy cô cũng hạn chế công khai với dư luận. Nhưng khoảng thời gian gần đây, em gái của Mai Thu Huyền đã khiến khán giả xuýt xoa khi có được thiên thần nhí cực đáng yêu. Như lời chia sẻ của cô thì con gái sau y bạn chính của bố và được đặt tên là Mai Vi. Khá nhiều người thân và đồng nghiệp đều nhận xét em bé giống bố và trêu ghẹo Mai Hồ đã bị ra rìa khi lúc nào ông xã cũng thích ôm ấp cục vàng. Chỉ mới sinh con chẳng bao lâu nhưng nữ diễn viên đã làm khó chị em ngưỡng mộ khi vẫn duy trì được gương mặt thon gọn, nhan sắc xinh đẹp. Trước đây, khi được hỏi về một đám cưới hoành tráng cho mình, Mai Hồ tiết lộ cô và bạn trai dự định sẽ tổ chức hôn lễ vào 2 năm nữa.
Cũng có thể việc sinh em bé đã phần nào khiến thời gian họ chính thức làm đám cưới kéo dài thời gian khá nhiều so với ngày làm lễ đính hôn. Rút lui khỏi làng giải trí Việt, Mai Hồ chọn cách lập gia đình, sang định cư nước ngoài và có cuộc sống khá bình dị. Đây vốn dĩ cũng là sự lựa chọn của nhiều nghệ sĩ Việt khác. Cùng chúc cho tổ ấm của người đẹp mãi hạnh phúc như vậy nhé.